Theo thống kê của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt gần 18.397 tỷ đồng, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng ghi nhận là trong 6 tháng qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Long có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Cả ba khu vực đều có sự gia tăng ổn định và có tính hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 6.388 tỷ đồng, tăng 2,62%. Khu vực công nghiệp và xây dựng giá trị tăng thêm đạt trên 3.457 tỷ đồng, tăng gần 12%, và khu vực dịch vụ đạt giá trị tăng thêm gần 7.414 tỷ đồng, tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của các ngành chức năng, với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ hàng hóa ổn định, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, thu hút mời gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp là những nguyên nhân để GRDP của tỉnh Vĩnh Long duy trì tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm nay.